Good evening, teacher. Hello, teacher. Good evening, guys. So, let's see the first part, the first. First what? Have you seen the football? The football match? Just now. Right? Your hair? No, my hair is just. It's old. It's old, like from last week. But I'm asking, are you watching the football? The first half? Oh my gosh. The first half of the football match? So what is the score? What is the score? I don't know. I didn't watch it. The first half. So do we win? Are we winning? Are we winning? Việt Nam đang thắng không? Cô cũng không biết nữa. Hôm nay cô... Ai khóc đây? Bạn nào khóc đây? Yeah, okay. Lúc nãy là vừa có hiệp 1, bạn nào bảo tóc của cô nhìn buồn cười đấy. Cô phải buộc nó vào nè. Nếu không nhìn nó xóa sợi buồn cười lắm. Còn buồn cười hơn ý. Ôi dồi, Tú Phương bảo là bạn bị F0 rồi á. Thương quá. Giữ sức khỏe nha các con nha. Ok. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ làm bài luôn nhá. Học khi là mình à đâu không kịp để xem nốt hiệp 2 rồi. Hôm nay hơi bị ít nó học sinh trong lớp này. Ok. Giờ này vô có chưa được 50 người nữa. Lát nữa sẽ có thêm. Chắc là sau khi hết bóng đá. Ok. Rồi. Ok. So we will continue. Okay, so we'll continue with the last exercise. So you one, I will call one to describe one of the things that we see in this classroom. And then everyone can open your mic and turn on your mic and tell everyone what it is, okay? Okay, first, so I need a person. Okay, I need one of you to choose something in this classroom, in this picture, and then describe it. Maybe describe its color, its materials, and maybe the position, the place it is in, okay? Các bạn hiểu cô không? Một bạn sẽ chọn bất kỳ vật nào đấy ở trong bức tranh này, sau đấy miêu tả cho các bạn đoán nhá. Miêu tả về màu sắc, chất liệu này hoặc là cái vị trí của nó được. Được chưa? Okay, I need one of you to describe something in this picture and then everyone will guess. Okay? So I will turn on all of your mic. Okay, I need one. Lưu Phúc Khánh. Bây giờ các con có thể tự mở mic của mình được đấy. Is blue, for food and for legs. And it's near the table. Okay, and it's near the table. Okay, it is a chair. Okay, so yeah, it has four legs. Boy, I khóc. Okay, cô tạm tắt mic của các con. Nhưng các con vẫn có thể tự mở mic nhé, nhưng đừng mở mic vội. Okay, so it is a chair. It has four legs and it is blue and it is near the table. Okay, very good. Thank you. Okay, I need another one. Okay, Đức An. Rồi. Đức An cũng sao cứ nhảy nhỉ? Hello, teacher. Okay, hello. Okay, so you can you describe something in the picture and then everyone will guess. Let me see. Something has light and it's a rectangle. Rectangle and light. Okay, everyone, what is it? You can turn on your mic. TV. TV? Is it TV? Đức An?
Are you describing no, the TV? No, it isn't. No, no, it's not a TV. Okay, what is it? You can turn on your mic. Các con có thể tự mở mic mà. Con tự mở mic được mà, đúng không? Đúng không? Cũng có mở mic cho con rồi, đúng không? Vâng. Okay. So what is it? What is Đức An describing? It is not a TV. The TV is rectangle, but it's not the TV. Okay, what is it? Does anyone know? Con tự mở mic được mà. Có thể trả lời đồng thanh luôn. Cô đọc lại được không? Có. Okay, Đức An, can you tell everyone? Can you describe? This is rectangle and it has light. It has light? You can see better if it's dark. Okay. You can see better if... If what? We can see it better. I see that. Okay. Đức An, so can you tell everyone what you are describing? What is that? Okay. It is the... Is that it? Is that it? Yeah. Okay. So what do you call it? Ceiling lights? Đèn trần đó hả? Okay. Rồi cô yes, chở con tải cái bảng. Không, bởi vì cái bảng nó cũng đang sáng ấy. Okay, được rồi, và cũng nó cũng đang hình vuông đúng không? Okay. One more, last one. Minh Chí. Okay. What are you describing now? This thing is like an oval. Is blue and it is very small in this classroom. But we can see all over the world with this. Okay. Everyone, what is it? I think I know. Tự mở mic lên con. Các con tự mở mic được. Trời ơi, con thấy mic của con tắt hết luôn. Chẳng nghe gì. Okay. Whatever you think it is, just tell everyone. Okay. It's oval? I don't think we call it oval. Okay. Đó là cái gì thế? Minh Chí, can you repeat your description again? What is it? This thing, you will have a light eye to see. It's very small. Mm-hmm. It's green. It looks like a oval, but we can see all over the world with this. Okay, so that's the key word. We can see the world. I think it's I know. Earth. Cô nghĩ là các con biết đúng không? Các con biết là cái gì nhá? Con có cái từ đấy không? Các con biết là cái gì đúng không? Bạn nào thử khoanh vào cái bạn bắp luộc lại khoanh được cho cô ở đây. Okay, so what do we call it? What do we call it? Quả địa cầu đúng không? Cô nghĩ là con biết từ này chứ nhỉ? Okay, so we call this the globe. Globe là quả địa cầu đó. Rồi. Rồi một bạn nữa đi. Một bạn nữa đi. Ok bạn nào giúp cô nè. Bạn Jenny. Quên không phải bạn bắp luộc. Bắp luộc thôi cho nhiệm vụ khoanh tròn các đồ vật ở trên bàn. Ok Jenny. It's like and it's on the world. Okay, can you be more specific? Okay, it is black and it is on the wall. Okay, I need one more detail. Yes. Okay. Trời ơi, các con chưa nói, con đã gạch lên trên này rồi. Okay, so it is a TV. Trời ơi, việc viết là việc của cô nhá. Trời đất ơi. Rồi. Có vẻ là nhớ bài đấy, có vẻ là rất nhớ bài đấy. Cô cho con làm quiz thì còn nhớ không đây này. Ok, không viết lên trên bảng nữa này. Không là cô lại bỏ cái annotate để con đi bây giờ, buồn lắm. Ok, chúng ta sẽ ôn lại phần... Cho Linh quiz đi cô. Quiz đây.
Ok. Team nhá. Team nhỏ. Team không các con? Yeah. Ok. Yes. Hôm nay im ắng thế. Trời, lúc muốn nói thì lại không nói. Ơ hình như chưa được. Cô chưa chọn số độ hay sao ấy. Chờ cô tí nhá, chưa xong đâu. Hôm nay có khoảng 50 bạn ở trong lớp. Thế cô lại vẫn chia 5 đội nhá. Đi đâu nhỉ? Team đi cô. Đây, team đây. Nhưng mà cô đang chọn số nhầm. Đây, 5 nha. Continue. Ok. Cô bộ Blue Kid đi cô. Blue Kid có lần chơi rồi, không hay lắm con ạ. Không phù hợp với lớp mình chứ không phải là không hay. Không phù hợp ý. Nó với cả nó hơi mất thời gian. Everyone check the inbox, check the chat. And then we are going to start. Okay, so if you cannot use the link, just use your phone. Click on joinmyquiz.com and then enter the game code. Okay. Hurtling turtle. Hurtling là gì nhỉ? Cô không biết từ này. Tra từ điển xem nào. Hurtle, turtle. Va chạm nhỉ? Sao lại là con rùa va chạm? Không biết. Nó ý là con rùa ba chân đó cô. Ok. Đâu? Con rùa này nhìn như nó đang trượt ba tành ấy. Đúng không? Ok, cô nhô nhóm rồi sau đó khi nào mà cô start thì bên nhóm sẽ làm chung hả? Tại hôm trước con vô nhóm á, không thấy có làm được cái gì hết. Thế á? Cô cũng đã chơi nhóm bao giờ đâu á con. Thế để cô thử vào bằng máy của cô nhé. Vâng. Cô sẽ gia nhập nhóm của một vài bạn nào đó. Ok. Tự nhiên lại thấy có Thiên Hương Lê Not Pha Ke đây này. Trời ơi bạn nào. Trời ơi. Join my quiz. Không vào được. Myquiz.com. Rồi, 27 bạn, ít quá. Vào nốt đi các con. Ê, các con không bây giờ mình không nhấn vào chat nữa. Bởi vì là có link ở trong này mà. Để cho các bạn vào sau. Ôi, cô rồi vào man đứng chat nó đi cô. Không phải đâu, đừng làm như thế. Để cô join. Tên cô là okay, you've been drafted by Soaring Penguin. Okay. Cô đã gia nhập vào nhóm Soaring Penguins rồi nhá. Nhưng các cô không chơi đâu. Nào, nếu mà cô thoát thì sao nhỉ? Nếu cô thoát thì chỉ mình cô thoát thôi à? Ờ. Thế thì cô nên chơi. Thế thì cô nên chơi như nào? Thôi các con. Mình không nhấn vào trong chat nữa để cô mở, để cô lấy lại cái link. Để tất cả các mọi người đều vào được nhá. Mới có 31 bạn thôi, thế 20 cô bạn khác cô đâu. Có chơi không, cô? Cô có chơi không á? À? Mày biết. Cô không cô chơi lên trời được. Nó nghĩ em là bạn là người đầu tiên. Biết cô có chơi nữa. Nhưng mà sao con Ari Ellison này nó không có hình nhỉ? Ok, cô bắt đầu đây. Có vẻ là các con không vào chơi nữa đúng không? Cô bắt đầu á. Chơi được rồi.
đánh đúng từ nhá con nhá. Chơi bình thường mà các con bảo là không chơi được. Cố lên nhỏ voi ơi. Tiếng gì đó hình như là Việt Nam vừa vào. Người hô to thật sự ấy. Cần bị có bé nét đi mấy cô à? Mấy cô con bị sai vì là không biết hoa của. Thế hả? Cô không nghĩ thế đâu. Cô để tất cả trường hợp đúng rồi. Các trường hợp mà con có thể đánh sai, kiểu đánh lỗi hết thường nhưng mà nó vẫn đúng cô ạ. Tự biết rồi thì đúng. Phải biết cả từ nhá, phải biết cả cái từ này ra. Các con viết có mỗi chỗ trống à hay sao? Cái chỗ mà con viết là read á, con chỉ viết chữ I, E, A thôi nên là bị sai. À, cái đấy không phải là read đâu. Chứ là từ gì ấy nhỉ? Từ gì lát chứ? À, round. Ủa cô round chị? Để cho các bạn làm. Để cho các bạn cách làm con ơi. Square với lại round. Sai rồi. Lỡ lời cái các bạn khác cũng biết luôn rồi. Việt Nam bị lỡ quả đấy á. Tức là chúng cô đọc được quá. That's a pity. Oh, cô đã làm xong bài rồi. Ôi, cô đúng đúng mấy câu cô. Cô đúng á? Là cô phải đúng lớp rồi. Nhóm Elephant này làm chưa xong nhưng lại đứng nhất, giỏi ghê. Chắc là đúng nhiều đúng không? Cái gì có cách chơi là cứ để người khác chơi sau thì chơi thì ngồi luôn con. Ôi giời ơi. Sao tỷ số à, đâu điểm nó không tăng nhỉ? Điểm nó không thay đổi nhỉ? Các bạn có làm đang làm đấy. Ôi áo xong rồi cô. Xong rồi hả? Thế cô thấy hai nhóm là Aerie Elephants và Dancing Slugs vẫn chưa làm xong.
Thôi à, cô dừng đây. Không mà hết mất như là các bạn đi áo đi. Ok, thôi nhá, nhá, nhá. Soaring Penguins in number 3, third place, her in total in second, and congratulations to Airy Elephants. First place. Okay. Thế nào? Let's see, let's see. Okay, Tina, okay, in the first place. So she's in the group Hurtling Turtles, but so sad, it's in the second place. And then, không phải đâu, đừng làm như thế. Trời ơi là Julie. Bên con có cổ nhiều quá quá. Okay, rồi, xem nhá. Có mấy cái cô nghĩ bây giờ làm thì cô mới thấy là cô nên để ảnh. Thì con sẽ dễ đoán hơn. Okay. How it is made, it is a blanket and it is made of cotton. Okay, cotton, đúng không? Tiếng Việt như nào thì tiếng Anh như thế. Nhưng mình không đọc là cotton, mình đọc là cotton. Cotton đọc như kiểu tiếng Pháp ấy. Thì đúng, nhưng mà tiếng Anh đọc là cotton nha. Okay, it's a blanket. How are they made? Their boots, they're made of leather. Okay, rồi, hầu hết là đúng đúng không nào? Tốt. How is it made? It's a vase. Or a vase, it is made of glass. Okay, clay. Bạn nào nói giúp cô clay nghĩa gì? Clay, clay, clay. Đương nhiên cái này không phải là clay. À, đúng rồi, đúng rồi. Làm bằng đất sét là clay. Next one, how is it made? Is a sweater is made of wool. Okay, wool là gì các con? Okay, what is wool? Len. Ai trả lời được? Ai trả lời được? Thoải mái nha con. Len, đúng rồi. Đúng rồi, len, len là làm là từ con gì? Con cừu ạ. Cừu, cừu đúng rồi. À, đấy lại phải nói thêm cái này. Con cừu con đọc là gì? Sheep. Sheep. Ờ, thế cái tàu thủy con đọc là gì? Sheep. Sheep. Cũng sheep à? Thế là cùng là sheep à? Thế tàu thủy đọc giống cừu. A ship, đây là tàu đúng không? Tàu thủy đúng không? Còn đây là con cừu đúng không? Ship thì đọc đúng không? Nếu ship thì đọc thì từ, mình mỉm cười một tí đúng không? Ship. Còn con tàu thủy này đọc là ship. Đọc nó dài hơn tí. Ờ, nhưng mà không phải là kéo dài, không phải là kéo dài thời gian nữa đâu, mà là kéo dài cái độ. Là gì nhỉ? Nói chung là ship đọc là ship, đúng chưa? Còn con tàu thủy đọc là ship. Ship. Đấy. Rồi. Ok, tiếp theo. How are they made? They are soda cans. They are made of metal. Ok, metal là kim loại. How is it made? It's a flower pot. It's made of clay. Đây, chính là cái bình hoa hay trồng nhà chúng ta đây. How are they made? They are cones. They're made of plastic. Okay, and this is tires. They are made of rubber. Sao nhiều bạn trả lời sai vậy? Tire là cái lốp nhé. Tire là lốp. Rubber là cao su. Đồng nghĩa với cả cái tẩy cũng gọi là rubber đấy. Okay, tiếp này. What? What? Vì đố. Wool là cái gì đây? Wool. Wool. Ôi, Việt Nam thua đấy cô ạ. Đâu? Thua hay là hòa? Không, bị thua một ban đấy cô ạ. Ôi trời ơi, chán chưa? Chán nhỉ? Cái chữ tiếp. Wood, wood. Ôi bạn nào viết là word đấy. Material cơ mà. Rồi, tốt. Trời ơi, rồi, hầu hết là đúng đúng không? Wood là gỗ này. Đây mà là silver à. Silver. Silver, đúng rồi, đúng rồi. Hầu hết là đúng nhá. Bạn nào viết lại mấy chữ cô viết? Trời đất ơi. Cô thấy nhiều bạn hay viết là sliver cục. Không được đảo nhá. Silver. Okay, gold. Mọi người thích gold đúng không? Nên là viết rất đúng đây này. Okay, I love gold too. I love everything gold. Plastic. Plastic là nhựa. Square. Cái này cô thì cố tình viết sai đấy. Cô cố tình viết sai. Cô viết đảo lại.
Square, okay. Square, square. Please. Okay. And last one. Round. Dot, dot, dot. Okay, các con thích chơi kiểu team này không? Cái team này cô thấy cứ bị mấy nhóm mà không các bạn không làm ấy thì kiểu không được làm xong ấy. Nó cứ thiếu thiếu, nó cứ thiếu thiếu thế nào ấy. Rồi, cô sẽ làm bài tiếp nha. Okay, are these sentences right or wrong? Alright, the first one, the earth is square. True or false, right or wrong? Trái đất hình okay. Okay, trái đất hình tròn hoặc hình cầu đúng hơn. Okay, the earth is a globe. Okay, necklaces are often made of silver. Yes or no, right or wrong? No, no. No? Necklaces are often made of silver. Necklace, neck là cái cổ này. Lace là một cái vòng ấy. Thì gọi là vòng cổ đấy, nó nối hai cái này lại với nhau, thì thành necklace. Okay. Chắc chắn rồi, necklaces are often made of silver. Bags are sometimes made of plastic. Bags are sometimes made of plastic. True or false? This one. True, true, true. Okay, true. Okay, so we have plastic bags, right? Whenever we go to the supermarket or go to the market, we put things in plastic bags. Okay, boxes are round. Wrong. Boxes, false. Okay. Okay, tables and chairs are never made of wood. Of course, true. This is true. False. Bàn và ghế không bao giờ làm bằng gỗ. Okay, tất nhiên là sai rồi. Rings are sometimes made of gold. Okay. Right. True. True. Okay. Cô đi qua nhanh vậy để thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào mình nghe. Okay. First one. I need you to tell me what are these. Okay. What do we call these? Các bạn biết mấy cái đấy là gì không? Thế cái này gọi là gì? Nhìn như kiểu móc chìa khóa đúng không? Chúng ta có một cái từ dành cho nó sẽ gọi là key, ring. Ok, key ring. Hoặc là cô nghĩ từ này sẽ phổ biến hơn là key chain. Cô nói biết ở đâu nhỉ? Key chain. Ok, là móc chìa khóa. Ok, in the first conversation we are going to listen listen to the description of one of these key ring, okay? In the next one, okay, what are we going to listen to? What are they going to describe? Bắp luộc. Okay, in conversations two, what are they going to describe? Các bạn không viết lên trên này Google nữa. Okay, bắp luộc. What are these? I think it's earring. Earring. Why? Earring. Okay, so we are going to listen to a description of one of these earrings, okay? Không viết lên trên bảng nữa bạn nào. Bạn Thiên Hương nhưng không phải cô. Okay, conversation number three. What are we going to listen to? Hoàng Giang. Ôi, các con, sao con viết lên trên này thế? Thôi, cô lại phải tắt annotate được con rồi. Trời ơi. Rồi. Ok. Hoàng Giang, in the third conversation, what are we going to listen to? So, what are we going to describe? What are these? Hoàng Giang đâu rồi? Giang ơi. Trời đâu rồi? Okay, Tina. Okay, Tina. Are you there? Cô đang không nghe thì gì các con đang nói không? Bạn đã nói là bạn đã học cấp bậc mic. Okay. Tina, con đang mở mic đúng không? Nhưng mà cô đang không nghe tiếng gì.
Đây cô cần một bạn khác. Hồng Ngân. Okay, in the third conversation, what are we going to do to listen to? Necklace. Necklace. Okay. Không phải necklace đâu, necklace. This time. Okay, necklace. Okay, let's listen. Mic của Tina bị hư á hả? Trời ơi, thương quá. Rồi, okay, cô bật nha. Track 1.29. Conversation 1. Hello, can I help you? Well, I can't find my key ring. It's my favorite. What a shame. I've got some key rings here. Can you describe it, please? Yes. It's square and it's made of plastic. It's got a picture of my mum on it. Here it is. Great. Thanks. Okay, everyone, use your... Okay, so now I will turn on the annotate for you and you will use the stem on your annotate, and then you click on put one star on your answer on the board. Okay, bạn nào cũng được. Là sao con chưa hiểu à? Con dùng cái stem hình ngôi sao ở trên annotate của con ấy, xong rồi chọn đáp án nào thì nhấn vào đây. Đấy, chẳng hạn cô thấy là bạn nhấn vào rồi đây này. Là con hiểu. Okay. Đây, trái tim tình ái. Sao? Trái tim không chơi. Một trái tim tình ái. Một cái thôi, mỗi bạn một cái thôi, không còn chỗ để mà nhấn thôi. Sau lúc sau không nhìn thấy gì. Đây, còn có trái tim tình ái. Sao ra phần rìa ngoài đi con, để mình... Trời ơi, bạn nào? Không phải lên cả. Cô tắt các annotate lại. Thôi. Không có tác dụng với các con rồi. Thôi nha. Trời ơi, cô cũng muốn các con có một cái sự kiểm soát gì đó ở trên màn hình, nhưng mà không được. Thôi nghe tiếp. Đoàn kết thì cô Conversation 2. Hello. What are you looking for? My earring. Okay. What's it like? It's round and it's made of gold. Is it broken? No, it's not broken. It's quite small. Ah, is this it? Yes. Don't lose it again. I won't. Thanks. Okay. Conversation 3. Excuse me. I'm looking for my necklace. Have you got any? Yes, lots. What's it like? Well, it's quite long and it's got a silver star. I'm afraid there aren't any like that here. Oh, that's a pity. Ask me again tomorrow. Okay. Okay. Con chưa nghe kể cô sẽ... conversation 3. Okay, thì lát nữa cô cho nghe lại nhá. Rồi cô sẽ bật lại một lần nữa và hỏi con, hỏi một vài bạn xem là có thể miêu tả lại cho cô cái đấy không. Okay. Track 1.29. Conversation 1. Hello, can I help you? Well, I can't find my key ring. It's my favorite. What a shame. I've got some key rings here. Can you describe it, please? Yes. It's square and it's made of plastic. It's got a picture of my mum on it. Okay, I need one to tell me what it is and describe that for me once again, okay? Đồng Văn Nhật. Hello. Okay. Can you speak in English? Can you speak in English? Okay, you choose the picture B, right? Can you describe that once again? I think... question two is number one. Okay, but can you describe it again? What is it like? What does it look like?
It is Con định dùng từ gì? Okay, what is its shape? Nó có hình gì? Square. It is square, yes. What is it made of? What is it made of? Nó có chất liệu gì? Nhớ không? Nhựa là gì con? Plastic, right? It is made of plastic and it has a picture of who? A picture of his mom, right? Okay, thank you. Okay. Rồi, cô thấy có bạn nào viết ở trong chat. Okay. Khá là bạn Phúc Khánh đúng không? Viết khá là đầy đủ rồi. Okay, it is square, it is made of plastic and it has a picture of his mom on it. Okay. Thank you. Next one. Okay, conversation 2. Hoàng Giang vậy cô gọi con, ấy con có thấy cô gọi không? Hôm nay không thấy con nói. Hoàng Giang hay cũng hỏng mic à con? Ừ, sao con không bật mic nhỉ? Cô có bật mic cho con mà. Bị hỏng mic ạ. Ôi trời. Buồn thế nhờ, sao nếu con lại bị hỏng mic thế? Rồi, cô gọi bạn khác nè, bạn Lưu Phúc Khánh đi. Khánh nhá. Okay, now conversation 2. Okay, so what is the answer? My answer is A. Okay, A, can you describe this? It's hair brows, it's make a wound and it's didn't broke. Okay, được rồi, cô sửa một chút này. Đầu tiên là nói về hình dáng của nó đúng không? Thì con cứ dùng động từ to be thôi, con không cần dùng has gì đâu. It is round đúng không? Đấy là một này. Cô nghĩ là con nói ok nhưng mà cái về ngữ pháp thì sửa một chút. It is made of gold đúng không? Cái này thì cô đã dạy rồi. Và nó không bị hỏng. It is not broken. Yeah, it is not broken. It is round, it is made of gold and it's not broken. Có một ý nữa là nó nhỏ đúng không? It's small. It is small. Okay, right. Rồi, thank you. Một bạn nữ, Lê Bùi Phương Anh làm giúp cô. Cô số 3. Hey, what do you choose? C. Okay, can you give me the description of it? It's hot a star made of silver. It has a star which is made of silver. Okay. Ôi, tự nhiên con nghe tiếng cô. Đây cô vẫn đây, cô vẫn ở đây. Cô vẫn đây, thấy không? Con thấy cô không? Nghe thấy không? Okay, so it has a silver star. Okay, it is one detail. I need. Okay, it has one more. Phương Anh. Ừ, có một. Ừ, chi tiết nữa, có một chi tiết nữa mà người ta có nhắc đến. Tiếng gì nhỉ? Tiếng gì? Ai cô? Okay, it has a silver star and it is a long necklace. Yeah. Cô ta biết sai từ này ấy nhỉ? Rồi. Rồi. Tốt. Chúng ta đã có đáp án của ba câu này rồi nhưng mà cô cần đứa con nhá. Miêu tả những thứ còn lại cho cô. Ok. Bức tranh này đi, bức tranh A ở conversation số 1 đi. Ok, how do you describe it? Lan. Bạn Lan bắp luộc ấy. It's square. It's made of silver. And it's have No, sorry. It's a circle. Round. Wow. Dễ yeah. hơn đúng không? Yeah. It's made of silver. Mm-hmm. And it have a picture of American. Mỹ. Yeah. Anh con ơi. It's Okay, it is silver, it is round and it has the
British flag on it. Yeah. Giống như mình hay nói là cờ Việt Nam thì là Vietnamese flag ấy. Thì bây giờ là nước Anh đúng không? Thì mình sẽ dùng cái tính từ của nó là British flag. Hey, thế thôi. Rồi, thank you. Cô C vẫn là conversation một giúp cô. Bạn Hồng Ngân, cô gọi con chưa nhỉ? Này này. Ôi. Dạ, chưa rồi, không không trả lời cô rồi. Thế nào, bạn nào muốn trả lời nào? Bạn không phải đâu, đừng làm thế. Ơ, cô có nghe được tiếng yêu anh chứ rồi. Thôi, một bạn nào đó đi, một bạn nào đó đi. Cô không biết là phải gọi ai nữa, bởi vì cô gọi chẳng có bạn nào nói. Bạn nào sẵn sàng nói là có thể tự bật mic lên nói giúp cô với. Bức tranh C ở conversation 1 nha. Đức An à? Rồi. Cô nghe đây. Đức An đúng không? Cứ nói đi. It is a, I think it has store, restore. It has restore and it has a boy's face in a restore. In the, okay. So this keychain is red and it's star shaped and there is a boy, a picture of a boy in the middle of the star. Okay, đúng rồi. Ê, con cứ nói thoải mái lên, cứ thoải mái lên. Rồi, cô hỏi một cái nữa thôi, là cái vòng có chữ Alice đây này. Bạn nào miêu tả giúp cô cái vòng cổ đấy? Bạn Jenny miêu tả giúp cô được không? Con không biết. Con không biết á? Bạn Jenny cơ mà, con đã bật mic được. Cô còn chưa thấy con bật mic ấy. Bật mic chưa vậy? Con vừa bật xong. À thế à? Thế bạn nào nói được? Em ơi, nhìn bạn China lớn nhở? Cô mới không gặp con có qua cái Tết rồi mà. Ok, bạn Tú Phương. Tú Phương đây rồi, Tú Phương. Bây giờ cô mới thấy con, bây giờ cô mới nhìn vào phần cam. Rồi, Tú Phương có miêu tả giúp cô được cái vòng cổ hình Alice kia không? Thế sau mà con cũng có một vòng cổ đấy in chữ Phương thì sao? Con miêu tả cho mọi người đi nào. I think... Ừ, thoải mái lên con. Yes. Okay, this necklace. Đầu tiên chất liệu đi, chất liệu dễ nhất, đúng không? Yes. This necklace is made of gold. Gold? Okay, rồi, thế cũng được, không sao. Cứ miêu tả đi. It's gold. Gold là vàng nhá, không phải bạc đâu. Đây là, ok. Con đường vừa là vàng đấy. And it has my name on it chẳng hạn. Có tên của tôi ở trên đấy, đúng không? And it has my name, Phương on it. Đúng không? Ok, con có thể nói như thế mà, đúng không? Rồi, ok. Cảm ơn con. Ok, quiz time, quiz. Vẫn còn quiz. Cô đã bỏ công ra làm quiz rồi nên là các con sẽ phải làm quiz với cô. À, để cô bật. Nó ở đâu ý? Đây rồi. Đây rồi. Thích nhá. Thích như nào nhở? Con thích như nào? Thích không? Hay chơi... Classic. Classic là chơi individual team thôi. Team cô team. Classic thì cô. Team. Team. Xem nào. Team. À, trong cái Zoom này của mình có cô mà. Có... Gọi là gì nhỉ? Gọi là có khảo sát mà. Đây nào. Hay là cô chưa dùng này bao giờ. Thử xem nhá. Cô đây này. Trên màn hình cô đang hơi nhiều thứ. Trời ơi, ít từ từ. Trời classic. Hay team. Classic. Chấm. Team. Nó
cho làm sợ đi sao cho làm pho cho nó rồi rồi sao nữa nhỉ đấy lunch đấy làm đi con chọn đi con để cô biết là ý kiến của con như nào chứ bây giờ cứ classic với pho cô mệt lắm cái gì cô muốn chơi rồi trả lời xong hết thì chúng ta sẽ vào chơi nha. Đấy hết chưa ạ? Có 71 bạn làm. Thế thôi, team thắng rồi. Thôi team thôi. Các bạn biết chữ class, không biết là classic. Look it up. Để cô nghiên cứu ở đây xem nào. Cô thấy chơi quiz gì là ai nhất rồi ấy. Kiểu như là cô thấy một cái gì đấy nó... Trò chơi dẫn đến tính mạng cô. Vừa look it à? Trong khi đợi này thì cô cũng có Blue Kid nhưng mà cô thấy nó không được hay cho lắm bởi vì nó toàn là chơi chứ không có Blue Kid cô. Đây đang bật nè. Thấy Blue Kid không? Nó chậm không? Trời ơi. Thôi dừng dừng phô ở đây. Chơi các chơi chim nhá. Cô đang bật Blue Kid yên chờ chờ cô. Mạng đang hơi chậm tí. Cô lại quên chọn đội rồi. Trời đất ơi. Nhìn này. Số đội là màn hình của cô nó đầy thứ. 5. Continue. Rồi. Copy link nhập vào trong chat. Từ bây giờ không ai viết nữa nhá. Không ai viết nữa đây này. Không được ai viết cả để cô nhập link. Bài này thì nó sẽ có, nó vừa có multiple choice, vừa có trắc nghiệm, lại vừa có viết lại câu. Viết lại câu có nghĩa là cô sẽ cho các con từ của cái câu đấy, nhưng cô sẽ đảo lộn vị trí và con nhiệm vụ của con là phải viết lại nhá. Hầu hết nó là những câu hỏi, cho nên là các con bắt buộc phải có dấu hỏi chấm ở cuối chứ không là bị trừ điểm. Ok, và đầu câu ở viết hoa nhá. Ok, vừa có multiple choice, vừa có fill in the blanks. Tie-dye pandas, tiny whales, hurling turtles, royal rats, T-rexes. Ok, hôm nay không, lần này cô không vào nhóm nữa. Cô không vào đây nữa đâu. Sao? Của con bị lag á? Bạn nào bị lag? Đúng không? Nhìn tóc của cô buồn cười thật. Nó hơi bết đúng không ạ? Ngày xưa cô không để mái thì ok. Mình bình thường nhưng mà từ khi để mái xong nhớ kiểu bết dần dệt rồi. Rồi ok con ơi. Để cô thử nhập. Hồi đấy cô log in vào bằng cái gì nhỉ? Một con gì? Rồi, con vào hết chưa? 31 bạn, vẫn là 31 bạn. Cô bắt đầu nhá. Cô bắt đầu đây. Thank you.
các con xem TikTok hơi nhiều quá rồi đấy, bắt trend nhanh quá. Ôi, cái bài sắp xếp lại câu này các con làm sai nhiều, hơi bị nhiều đấy nhé. Tụng còn 55%, trời ơi. Chat đi, cô tắt mic ở con rồi. Con sai một câu nữa, giỏi chứ. Con đúng hết rồi, tốt. Tina, ok. Huy Trường sai mấy câu? Thanh Hà không sai câu nào giỏi này. Lan bắp luộc không sai câu nào. Huy Trường sai mấy câu? Anh sai một câu, bài này dễ mà con đúng không? Chỉ để ôn lại thôi, Huy Trường sai hai câu à? Không sao. Mặc dù hai vẫn là số nhiều nhưng mà đối với người vẫn là ổn đấy. Đặt dấu chấm hỏi thành dấu chấm. Cô đã nhắc rồi. Trời ơi. Có quả chen này trên TikTok ấy. Đừng chữa cô ơi, cho chơi được mình à?
cũng là một ý. Sau bài team này thì cô cho con chơi individual một lần nhá, xem như nào nhá. Mỗi thứ là mỗi cái là có một cái hay, nhưng mà cái này cô đợi thấy kiểu, bởi vì là những cái individual ấy chơi mỗi một câu các con làm các con lại kiểu đảo thứ tự ấy, nhìn nó hay ấy. Cái này nhìn cô kiểu không biết bình luận gì nữa. Cô dừng được chưa các con? Các con làm xong chưa? Royal Rats đang ở vị trí đầu tiên đây. Vị trí cuối cùng là T-Rex. À, cô biết là vì sao lại là T-Rex rồi. Bởi vì T là chữ T. Và nó cũng đọc là T, là cũng là trà. Nên nó thành T-Rex, là con khủng long T-Rex. Đó. Hi, Dai. Hey, Anders. Cô dừng đây. Cô không thích cái bài hát này một tí nào ấy. Thời kia cô được chọn nhạc, chơi này cô không được chọn nhạc. Cô dừng nhá. Thôi cho con chơi individual nhá. Rồi, để xem là cái đợt này thì ai đứng đầu tiên này. Xem là đợt sau có giữ được vị trí đấy nữa không nhá. Đâu rồi? Ok, Royal Rats đứng vị trí đầu tiên. Lan bắp lược. Ok, vị trí thứ nhất. Nhiều 100% vậy. Lần sau phải cho bài khó hơn mới được. Thanh Hà, ok, không sai câu nào. Nhưng mà làm hơi chậm một chí. Tina, ok, làm rất đúng. Làm rất nhanh nhưng mà hơi chậm một tẹo. Đứng vị số 3, Lily. Mệt thi học kỳ 2. Rồi, ok, cô hiểu. Phúc Khánh, Trường. Ôi, thi Trường giỏi chứ. Julie, học ra này. Xuân An, Minh Chí, ok. Rồi, các con đã biết được là mình sai ở đâu rồi đúng không? Chơi lại nhé. Không phải cái này, nhầm. Thôi đừng vào lại, cái này là vẫn là chơi team. À, cô sẽ mở lại cái quiz đấy nhưng chơi kiểu khác. Classic. Đâu nhỉ? Chờ cô tí để cô... Rồi. Căng thẳng. Okay, check the inbox các bạn ơi. Check inbox nào. Ờ, có con ếch nhỉ? Rồi, 5-8 rồi, gần 9 giờ, nhanh nhất. Thôi cô dạy các con kiểu thời gian kiểu được bay ấy. Ý là hết rồi. Rồi đấy. Rồi, trong lúc chờ đợi cô xem cái bloc kết này nào. Bloc kết này chơi một lần rồi. Discover á, xem có cái gì hay không nhá. Fun fact, food chain, gì đây. Chơi cái trò này, cô nhớ là phải chọn game để chơi. Mà là nó lại quá nhiều sự chọn. Mình chọn giữa chim với classic còn không xong, nên mình lại chọn giữa các trò chơi. Lại cãi nhau. Nhiều thứ để chọn. Kì để xem nè. Kiểu học tiếng Anh không nhỉ? Marvel Movie Quiz. Để cô nghiên cứu thêm nhé. 26 bạn rồi. Đã nốt đi các con ơi. Rồi cô sẽ bắt đầu đây. Bạn nào không vào được bằng lab thì vào bằng cái này trên điện thoại nhé. Cho mày quiz. Nhập cốt là xong. Thank you.
you. Okay. Tốt tốt. Rồi, cô nghĩ là bây giờ chỉ còn là sự tranh giành vị trí do tốc độ thôi. Tím nó rất là đã mắt nhá. Rồi các bạn màu xanh, các bạn màu xanh khác thì cố lên nhá. Mấy bạn bảo muộn nhở? Ok, cô chuẩn bị dừng để cô chữa nhá. Hết bài nhạc này thì cô sẽ dừng, cô sẽ end game. Rồi, bạn Nhật làm nốt đi nào. Còn một câu đúng không con? Cô tắt đây. Cho nó đủ top 10 nhá. Top 10 nhá. Làm nốt đi các con. End. End ơi, end ơi. Lâu quá. Lâu. I am rồi, rồi. Còn việc sắp vậy nữa. Cái này mới. Cái này mới. Ok. Rồi, ta xem nhá. Overview. Ok, trường. Lúc này đứng số 3 đúng không? Bây giờ đứng thứ nhất rất là giỏi. Neuer à? Có phải là tên của một cầu thủ bóng đá không? Mình có rất nhiều người nổi tiếng ở trong này. Rồi, ok, tốt, 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 tốt. Cô nói qua câu này nhá, chữa qua nhá. Ok, most people love to wear rings. Con biết vì sao mình phải chọn love không? Bởi vì enjoy cộng với gốc ing.
enjoy doing something, enjoy wearing rings thì đúng. Nhưng mà chỉ có từ love ở đây là phù hợp với nghĩa và cả với ngữ pháp thôi. Okay, rings are often made of gold. Okay, bạn đã chọn never. Gold rings are usually very expensive. Okay, of course, it's not free. Nothing is free in this life. Plastic rings are cheaper than silver ones. Okay, shorter and older. No. Grandparents give rings to younger people in their family. Okay, ông bà sẽ truyền lại cái đồ vật cho con cháu của mình. So students can sometimes buy rings with the name of their university. Okay. Đó, đi đến bài này. What is your ring made of? What is your ring made of? Cái câu bình thường mà cô dạy các con là it is made of silver chẳng hạn. Khi mà mình chuyển cái này sang câu hỏi thì mình đảo vị trí của nó thôi. Đảo cái trợ động từ ấy, có nghĩa là cái to be lên đầu câu là xong. Is it made of silver, đúng không? Không có gì khó đây cả, đúng không? Thì đây, mình thêm chữ what ở đằng trước là what is it made of? Thế là xong. Tiếp này. Rồi. Okay. Are your earrings made of silver? Chết để cô xem là các bạn biết như thế nào. What is made of your ring? Đảo lộn kinh quá. Trời ơi, what is your ring made of? Rồi. Ok. Các con là xem nào. Thằng Giang đúng này. Tổ Uyên, are your silver earrings made of? Đang hỏi là có phải làm từ vàng không? À, làm từ bạc không? Bảo là phiên bên bạc. Ok, rồi. Tiếp theo. Is your necklace made of gold? Hơi bị phí nhá. Viết sai typo này. Is your necklace made of gold? Okay. Can you describe it? Mời. Chỉ sợ con viết sai chữ describe thôi. He can describe you. What? He can describe you. No. Can you describe it? Chỗ này viết sai. Viết sai typo nhưng vẫn đúng nhá. Can you describe it? Rồi, ok, tốt. 9 giờ 8 phút mất rồi. Hôm nào cô cũng bị thừa giờ. Rồi, cô có một cái bài tập về nhà nho nhỏ cuối slide này dành cho các con. Cái này buổi sau dạy tiếp. Đây, ok, các con sẽ phải quay cho cô một cái video ngắn ngắn thôi, miêu tả về cái đồ vật nào mà con yêu thích nhất ở trong phòng con. Có thể là con gấu bông, có thể là một quyển sách, hoặc là bất kỳ cái gì đó mà các con thích nhá. Quay video là nói miêu tả về nó và nói vì sao mà các con thích cái đồ vật đó nhất. Ok. Rồi, gửi cho cô lên nhóm Facebook của mình ý. Các con không biết còn nhớ cái đường link đấy không thì lát nữa thầy Vương gửi lại ở trên Zalo nhá, con bảo bố mẹ vào xem nhá. Rồi các con quay, sau đó thì gửi cho cô lên trên đấy, rồi cô sẽ xem và cô sẽ chữa nha. Ok. Rồi, ok con. Ok con. Rồi, buổi học chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Okay, bye teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Ủa, Nhiết ngủ ngon, mai đi học. Bye, teacher. Trời ơi. Ok, bye bye. Cô tắt nha.